Thanh Hoàng kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chuyên gia nói gì về việc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chọn người kế cận vào Đại hội 14 sắp tới? Truyền thông trong nước đưa tin hôm 8 tháng 10 ông Nguyễn Phú Trọng được chọn làm trưởng tiểu ban nhân sự cho Đại hội 14 sẽ diễn, diễn ra vào năm 2026. Nhân dịp này thì trên đài Á Châu Tự Do RFA có đưa ra ý kiến của giáo sư Cạ Thay Ơ về cách thức Đảng Cộng sản Việt Nam chọn nhân sự kế cận. Trên cương vị Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng có trách nhiệm bồi dưỡng và tiến cử người kế nhiệm. Với tư cách là trưởng ban nhân sự thì Nguyễn Phú Trọng sẽ lãnh đạo ủy ban xác định quy mô ban chấp hành trung ương mới, bao nhiêu ủy viên chính thức và bao nhiêu ủy viên dự khuyết cơ cấu tuổi dưới 50 trong và dưới 60, 60 cho đến 65 và trường hợp đặc biệt miễn trừ cho những người trên 65 tuổi và thành phần của Ban chấp hành Ương Đảng Cộng sản Việt Nam kế tiếp theo khối hoặc ngành các địa hạt này bao gồm có chính quyền cấp tỉnh và cấp địa phương, cán bộ giữ các chức vụ trong chính phủ trung ương và cơ quan trung ương, quân đội, công an và các lĩnh vực khác. Người đứng đầu tiểu ban nhân sự sẽ chủ trì các cuộc họp của ủy ban đánh giá xem những người được đề cử vào các vị trí trong ban chấp hành trung ương có đáp ứng các yêu cầu thiết yếu cho điều lệ và quy định của Đảng đặt ra hay là không và họ cũng có trách nhiệm bảo đảm việc chọn người sẽ đáp ứng các chỉ tiêu và đại diện cho ngành và độ tuổi. Sau khi tiểu ban nhân sự đáp ứng được thì những đề xuất nhân sự của họ phải được Bộ Chính trị chuẩn y rồi mới trình Ban chấp hành Trung ương của Đảng phê duyệt. Ban chấp hành Trung ương có tiếng nói cuối cùng. Những người được đề cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa tiếp theo phải nhận được ít nhất là 50% cộng với một phiếu bầu. Tháng 11 năm 2020, Ban chấp hành Trung ương đã bác bỏ việc Tổng bí thư đề cử Trần Quốc Vượng làm người kế nhiệm ông ta. Ban chấp hành trung ương sắp mãn nhiệm sẽ gửi kiến nghị tới các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 vào ngày cuối cùng của Đại hội và các đại biểu sẽ bầu ra Ban chấp hành trung ương mới. Ban chấp hành trung ương mới sau đó sẽ họp và bầu ra Bộ Chính trị và sau đó bầu chọn một người trong Bộ Chính trị mới làm Tổng Bí thư. Tóm lại, Tiểu ban Nhân sự có vai trò nòng cốt trong việc định hình cơ cấu và thành phần của Ban chấp hành Trung ương được bầu tại Hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 vào năm 2026 tới đây. Nhưng tiếng nói cuối cùng vẫn thuộc về các đại biểu đảng dự đại hội 14. Năm 2021 có 1.857 đại biểu tham dự đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và mỗi đại biểu được phát một danh sách tất cả các ứng viên đã được Ban chấp hành Trung ương sắp mãn nhiệm phê duyệt để bầu vào Ban chấp hành Trung ương mới ban chấp hành trung ương khóa 14. Danh sách này được chú thích chi tiết về vị trí và ứng cử viên sẽ đảm nhiệm nếu như được bầu. Tại đại hội không có hoạt động vận động tích cực của cá nhân và các đại biểu không được đề cử bất cứ ứng cử viên nào vào danh sách đã được thông qua. Cuộc bỏ phiếu là bí mật và cũng có báo cáo rằng do các hạn chế của đại dịch Covid-19, việc bỏ phiếu được thực hiện bằng phương thức điện tử tại hội nghị vừa qua. Có thể sẽ có cuộc thảo luận không chính thức giữa các đại biểu tại hội đại hội. Ví dụ như các đại biểu cùng tỉnh có thể thảo luận quan điểm của họ. Các đại biểu trước hết thì sẽ bỏ phiếu bầu ứng cử viên vào ban chấp hành trung ương mới. Như trên đã nói thì chỉ những ứng cử viên nhận được 50% cộng với một phiếu bầu thì mới được trúng cử. Sau khi ban chấp hành trung ương mới được bầu và ban chấp hành mới này sẽ tổ chức phiên họp toàn thể đầu tiên vào ngày cuối cùng của đại biểu đại hội bầu bộ chính trị mới và sau đó thì họ bỏ phiếu xem thành viên bộ chính trị nào sẽ làm tổng bí thư. Tại đại hội vừa qua thì ban chấp hành trung ương sắp mãn nhiệm đã ấn định số lượng thành viên bộ chính trị mong muốn là 19 nhưng chỉ có 18 người đủ điều kiện. Các đại biểu tham dự đại hội toàn quốc chỉ có tác động không đáng kể đến thành phần ban lãnh đạo mới và họ được quyền lựa chọn nhiều ứng cử viên hơn số lượng cần thiết để mà phục vụ cho ban chấp hành trung ương. Kết quả cuối cùng chỉ khác một chút so với hạn ngạch đặt ra cho giới tính, độ tuổi và khối ngành cho ban chấp hành trung ương mới. Và kết quả quan trọng nhất của việc bỏ phiếu tại đại hội đảng toàn quốc là sự tiếp tục thay đổi thể hiện khi mà những người đương nhiệm trên 65 tuổi và không được miễn trừ trường hợp đặc biệt sẽ phải nghỉ hưu. Nhóm ứng cử viên cho tứ trụ lãnh đạo Tổng Bí Thư Đảng, Thủ tướng, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội phải phục vụ một nhiệm kỳ 5 năm trong Bộ Chính trị mới đủ tiêu chuẩn. Ban chấp hành Trung ương mới sẽ bầu chọn ai là Ủy viên Bộ Chính trị và ai sẽ là Tổng Bí Thư. Chính Bộ Chính trị mới sẽ quyết định ai sẽ được đề cử vào Quốc hội để phê chuẩn làm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Lý do bổ nhiệm ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng tiểu ban nhân sự là gì và việc ông Trọng chỉ đạo tiểu ban nhân sự phản ánh những ưu tiên và mục tiêu như thế nào của Đảng. Ông Tổng Bí thư là người đứng đầu trong bộ chính trị và ông Nguyễn Phú Trọng sắp hết nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có tiền lệ và rất có thể sẽ nghỉ hưu tại Đại hội toàn quốc lần thứ 14. Và ông đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp của mình cho xây dựng Đảng và loại bỏ những quan chức tham nhũng, bất tài và buộc những người khác phải chịu trách nhiệm về cách họ thực hiện chính sách của Đảng. Nguyễn Phú Trọng muốn để lại một di sản cho mình và cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc ông được đề cử vào chức vụ trưởng tiểu ban nhân sự cũng như trưởng ban văn kiện cho thấy ông ta được đa số người trong ban chấp hành trung ương đề sướng và xây dựng Đảng chống tham nhũng và chống các hiện tượng tiêu cực sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu của thế hệ cán bộ đảng tiếp theo. Còn theo Tử Long thì Hà Nội đang chuẩn bị cho kịch bản gì ở kỳ họp quốc hội này? Kỳ họp quốc hội sắp tới đây rất có thể sẽ xảy ra biến động nhân sự ở cấp thượng tầng chính trị thông qua cái gọi là lấy phiếu tín nhiệm. Thường thì trước khi xảy ra những thay đổi có khả năng tạo nhiều đồn đoán, Hà Nội sẽ tạo dựng hàng loạt các scandal trong giới giải trí để thu hút sự chú ý Bộ phim điện ảnh Đất rừng phương Nam là một ví dụ và đến chiều ngày 19 tháng 10 thì thêm vụ nữ hoàng nội y bị bắt tạm giam vì biểu diễn mô tô có sử dụng giấy tờ giả. Trên thực tế thì với tội danh này chỉ bị phạt hành chính chứ không đến mức độ phải bắt đi tù. Sự việc được Phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hành bằng văn bản với toàn văn như sau xin được trích. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Thủ Đức và các phòng nghiệp vụ trực thuộc công an thành phố tiến hành xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với hoạt động liên quan đến hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn, biểu diễn bằng những hành động nguy hiểm lưu thông trên tuyến đường thuộc thành phố Thủ Đức do Trần Thị Ngọc Trinh, biệt danh thường gọi trên các trang mạng xã hội người mẫu nội y thực hiện và sau đó được đăng tải lan truyền trên các trang mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Tập trung triển khai các hoạt động điều tra và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để mà xác minh kết quả điều tra đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hồ Chí Minh xác định Mặc dù Trần Thị Ngọc Trinh sinh năm 1989, nơi thường trú phường Tân Hưng, quận 7, chỗ ở hiện nay khu dân cư Villa Park, và ở phường Phú Hữu Thành phố Thủ Đức Không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 Nhưng vào ngày 6 tháng 10 năm 2023 Trần Thị Ngọc Trinh Cùng với Trần Xuân Đông Sinh năm 1987 Nơi thường trú trưng cư B4 Phường 3 quận 4 Hỗ trợ Và cho cô này biểu diễn xe mô tô Và chỗ ở hiện nay là Trung cư The Gold Star 58A Nguyễn Thị Thập phường Bình Thuận, quận 7 tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 59A3 11588 nhãn hiệu BMW dung tích xi lanh 999 cm khối lưu thông và biểu diễn trên đoạn đường G15 khu công nghệ cao thuộc phường Tăng Nhơn Phú B thành phố Thủ Đức với các động tác lái xe nguy hiểm tư thế phản cảm và không mặc đồ bảo hộ nằm quỳ gối trên yên xe cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên các trang mạng xã hội. Trước đó, vào khoảng đầu tháng 9 năm 2023, Trần Xuân Đông cũng đã cùng với Trần Thị Ngọc Trinh tổ chức tụ tập điều khiển xe mô tô hiệu Ninja lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng, khu đô thị Thủ Thiêm thuộc phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thực hiện các động tác lái xe phản cảm nguy hiểm như đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy ngồi một bên yên xe để tự chạy cho quay video biên tập rồi đăng tải lên các trang mạng xã hội sau đó thì các video này đã lan truyền trên không gian mạng với 240 bài post trên Facebook hơn 650 bài viết trên website hơn 3.000 video liên quan đến YouTube dư luận trên báo chí chính thống và không gian mạng phần lớn phản đối lên án gây gắt hành vi của Ngọc Trinh sẽ thấy việc đăng tải, phát tán nội dung các video clip của các tài khoản nêu trên có ảnh hưởng xấu đến vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ. Đặc biệt đây là tài khoản mạng xã hội được hàng triệu người theo dõi đã vi phạm quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại quyết định số 874 trên quy đề BTTT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông cần được ngăn chặn xử lý kịp thời nên Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển thông tin tài liệu đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật. Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh làm rõ nguồn gốc xe mô tô mang biển kiểm soát 59A31588 thì Trần Xuân Đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô xe máy 122678 là dạ. Qua đấu tranh, Trần Xuân Đông thừa nhận, mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô giả nhưng vì thấy xe mô tô mang biển kiểm soát 59A3 11588 nhãn hiệu BMW có giá rẻ nên vẫn cố ý mua để sử dụng. Quá trình điều tra xác minh đến nay thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy Trần Ngọc Trinh chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn cùng với Trần Xuân Đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm như nằm, quỳ gối trên yên xe, thả hai tay để xe tự chạy lưu thông biểu diễn trên tuyến đường đã được sử dụng công cộng thuộc địa bàn phường Thủ Thiêm và phường Tăng Nhơn Phú B gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh an ninh trật tự tại địa phương và đồng thời thì cho tổ chức quay phim biên tập lại rồi đăng các clip này lên các tài khoản xã hội có số lượng người theo dõi lớn gây tác động tiêu cực ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng. Ngoài ra thì Trần Xuân Đông còn có hành vi mua xe mô tô phân khối lớn có giấy tờ giả để sử dụng. Căn cứ và tài liệu thì chứng cứ thu thập được cả ngày 19 tháng 10 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định số 20231041 1041 trên QĐ CQCSDT PC01 D3 về việc khởi tố vụ án hình sự gây dối trật tự công cộng, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam với Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây dối trật tự công cộng, quyết định tại điều 318 Bộ luật hình sự, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét chỗ ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Trần Xuân Đông về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây dối trật tự công cộng quy định tại điều 314 318 Bộ luật hình sự. Viện kiểm soát nhân dân thành phố đã phê chuẩn các quy định và lệnh theo đúng quy định. Trong thời gian tới, cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định để khẩn trương làm rõ toàn bộ nội dung vụ án hành vi phạm tội của Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông cùng với các đối tượng còn lại có liên quan để xử lý triệt để nghiêm minh trước pháp luật. hết trích. dưới quan sát bình luận nhanh về tin tức này như sau, tội anh hùng xa lộ chắc chỉ cái cớ sâu xa hơn là nhắm vào top top nói riêng và mạng xã hội nói chung các uh, triệu chứng như là uh, flover và ảnh hưởng. Của các người dẫn dắt dư luận Sau vụ chị Hằng Hàn ly Rồi tới Ngọc Trinh Thì sự gian đe điều chỉnh không gian mạng Đang diễn ra ngày càng rõ Than ơi thua trời đất nổi cơn gió bụi Khách má hồng nhiều nổi Chân chiên Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị Và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Của chúng tôi đến phút cuối Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi